Xin chào và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thanh Hào Audio. Ngày hôm nay thì em có một cái kiện hàng này đúng không ạ? Rất là hiếm cũng như là nó có giá trị đúng không ạ? Với lại các bác chơi audio thì đây là một cái sản phẩm mà được rất nhiều các bác yêu quý đúng không ạ? Thì đây với Lacman SQ88 đúng không ạ? Sau đây thì em sẽ khui thùng ra để giới thiệu cho các bác xem hình thức nó có đáng chơi như là cái lời đồn không có nhá. Lacman SQ88 thì đây là một cái chiếc ni bóng đèn đúng không ạ? Sử dụng bóng KT88 thì sẽ cho các bác một cái công suất ở đây nó rất là lực đúng không ạ? Có thể là chơi được những cái cặp loa bass 40 đúng không ạ? Và hơn nữa thì cái sản phẩm này về hàng thì lại còn có cả thùng nữa cơ đúng không ạ? Cho nên là cũng rất là hiếm. Hiếm thôi, nói là hiếm thôi nhưng mà không phải là không có đúng không ạ? Tất nhiên là chúng ta vẫn dùng tiền là vẫn có thể là mua được đúng không ạ. Kia họ bọc vào rất cẩn thận, các bác cũng sẽ có là dây nguồn zin này, sách cataroid kèm các bác nhé. Sẽ đi gọn sang bên đây. Thì đây sẽ là bên trong của nó các bác nhé. Các bác sẽ thấy là được bảo quản gần như là mới đúng không ạ? Đấy, và sau này thì em sẽ để lên trên kia để các bác cùng tham khảo nhé. Thì các bác có nhìn qua thì cũng sẽ thấy là bên kia họ bọc và gói cũng rất cẩn thận. Đấy, chắc là video này thì em sẽ dừng tại đây thôi. Hẹn gặp lại các bác vào một cái video sớm nhất để em khui thùng ra để em soi xét nội dung bên trong các bác nhá. Giờ em có một tay thì cũng không thể khui ra được cơ đúng không ạ? Đấy, nói chung là nhìn chung thì máy thì rất là đẹp đúng không ạ? Đây là phía sau. Đấy, ok. Em xin dừng video tại đây thôi. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ. Xin chúc các bác nhà vui vẻ và các bác quan tâm với cái sản phẩm này thì hãy liên hệ sớm cũng như là liên hệ trực tiếp em để nhận mức giá tốt nhất luôn nhá. Giá nó cũng chỉ tầm xem tầm 72 triệu rưỡi đúng không ạ? Ngày trước đây thì nó lên đến 75 là những con chưa có thùng đúng không ạ? Với những con có thùng mà đẹp như thế này thì còn hơn như thế nữa rất là nhiều đúng không ạ? Đấy thì bây giờ các bác sẽ mua được mức giá rất là tốt đúng không ạ? Vâng ạ. Em xin được dừng video tại đây thôi.